Người ơi, đồ mình chuẩn bị ở bộ cũng có một cái chỗ bán đồ cũ nè, biết bán rẻ lắm đó. Đây là ở gần phòng thôi, chị biết không? 2.000. Đây là bò viên. Hai bát này cho hai để cho con. Chắc cho chúng nó ăn ở đây đi, mình ăn ở trên đấy. Còn nếu không thì thích thì em cho, hay là cho ăn hết ở trên nhỉ? Cho ăn hết trên thì mình nhìn được chúng nó không? Ừ, thế thì phải dọn sơ cái bàn, em bỏ mấy cái đồ ở trên bàn vào trong cái phòng hộ chị cái. Tô cái con này, tô nhỏ đây, tô cái con là tô này. Tô cái kia của chị Chi. Sắp được ăn phở rồi. Ở đây con kìa, bát này của chồng. Bát đây là nãy chị ấy rồi đó. Chờ nó này nó sôi lên lại ha chị. Ừ. Nó sôi nè. Sôi lên lại là được rồi. Đây
để thêm cái này lên để tí nữa ăn nhỉ. Ăn ngay dưới này nè. Ừ, để ai muốn cắt thêm thịt thì ăn thêm. Ngon Lina. Wow, nhìn Lina đã không? Dạ ngon. Ồ, em ấy ngon không con? Dạ ngon. Wow. Ăn vừa không con? Em bố. Ai muốn ăn bát nào thì cứ tự động ngồi vào cái chỗ đấy. Hấp dẫn ha. Wow, đã lo. Mọi người ơi, bây giờ cả nhà sẽ ăn cơm. Chồng của Linh San sẽ mở một chai rượu vang mọi người mang đến để cả nhà cùng uống ấy. Tô phở này. Cả nhà sẽ ăn. Em biết anh xong chưa con? Anh hết đây không? Ale vô. Sashi ken ken kiver encore. Ale vô. 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 Mexico nha. Vô. Cả nhà cùng ăn nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Bon appétit ạ. Nước ngon quá. Không có làm đâu. Đi. Để ăn xong một chén. Rồi đi chơi bật đóng pha đó phải không? Vậy thì chúng ta đi. Chị tên Sinon tu sais où tu te laves les mains, c'est quoi tu... Mais là où c'est toi, c'est normal. Tu vois? Ah non, pas les mains seules, ça va pas, non. Non. J'aime bien parce que la seule fois qu'elle ouvre le cahier. Pour les... Mọi người ơi, đây là hai cái bánh á. Em Linh San làm. Nhìn đẹp quá. Cả một cái là bánh chuối đúng không em? Bánh một cái bánh chuối, một cái là bánh sô cô la. Đây là để sô cô la aussi á. Cái sô cô cái này là sô cô la, sô cô bông. Cho trẻ con. Con muốn cúp bê cái gì? Con muốn cúp bê bánh á? Con cúp bê đi, con muốn cúp miếng đậu bạc con thử xem nào. Con có cúp bê xem nào. Cúp công viên quýt đít đi, con cúp bê đít bạc đi. Con cúp bê này, con sớ. Chỉ có hình hình vuông. Con cúp hình vuông đi. Đưa con cơm sớ, con cơm sớ. Chị nó từ nãy giờ nó cứ đòi ăn bánh. Rồi đấy. Có muốn cúp bê cái này nữa không? Ăn thoa con đấy là vậy.
Un bar, tu coupes en trois. Mais manger là. Rồi rồi. Une part coupée en trois, moi je sais pas faire. Oui. Lột 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 On đấy con lấy cho chú. Cái này dễ lộn không bị dính mà. Ừ đúng dễ rồi. Dễ lộn quá. Dễ lộn quá luôn. Chỉ phải là sô cô la chuối. Dễ lộn không? Tại dễ lộn. Mẹ ăn một cái thôi con, mẹ ăn sô cô la thôi. Bưởi ngon nhỉ? Nhìn thấy được chưa? Il faut des œufs de couleur. Bưởi ngon ngon đấy. Là không ngon nhưng mà lúc này ngon. Bưởi chọn giỏi đấy. Đâu? Cho em đi. Ờ, ăn đi ăn. Ta cũng lên cái bố. Ta bỏ lên quả. Apprends toutes mes fiches sur Grégoire. Papa, il est fort. Oh, j'aime bien les nœuds. Bây giờ cả nhà đi dạo một vòng ấy. Này đông vui, mọi người đến đông vui. Ở đây á, cứ đến đây là gần nhà mình ấy, đi bộ ra đây, từ đây đi ra là ra đến trường học ấy. À, đây là cái làng của mình nó bé lắm, dân chữ khoảng chỗ này chắc chữ được 3.000 dân đấy. À, thế bằng chỗ em cũng tầm 4.000 người dân. À thế à? Mà vùng đây nhà đẹp hơn. Thấy không? Thấy tên đường không? À, tên gì không đọc được, mất cổng lắm. Tên đường gì à? Tên đường ấy. Jana. Ui. Wow, đường nhà em. Đường nhà Jana là đường nhà em ấy chị không? Jana họ. Đây, Jana đây, một sư Jana. Oui. Đường của em. J'habite dans la rue. Đấy. Jana. Anh này tên Jana luôn, như cả nhà và cái đường tên Jana luôn. Hay thiệt cái chứ. Thì là khu này mà muốn em chính em ở đó. Nó tới nó chuyển đến đây ở được ấy. Nhớ giữ cái đường lại cho em nha. Nhà đẹp, nhà này đẹp. Nhà đẹp lắm ha. Cái cổng tường là xây bằng đá luôn á. Elle s'appelle comment la rue où tu habites? Alors moi j'habite dans l'autre. Buổi chiều đi dạo vui quá ha. Quay được rồi. Đây này, con này nó có sống ảo hơn mình nha em. Ngã bây giờ. Đứa dèo lên cái đấy á. Mà
là 6 tuổi rồi. Ừ. Ủa, cái này đẹp hết chị? Cái này đẹp hết. Ừ. Ờ, cây người ta tỉa đẹp quá. Giống như cây cỏ bên đây. Mà người ta cắt cái hình cũng đẹp này. Mấy cái cây nó sống được chứ còn các cái cây khác em đâu trụi tù lụi. Bây giờ cả nhà đi về chuẩn bị ăn tối mọi người ạ. Khỏi đi bằng cái này luôn. Đấy, đây là trường học đây này. Đây là trường học này. Xá đây là Mary. Đây là trường học.